Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh hàng Nhật Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay thì cửa hàng em lên cho các bác các dòng sản phẩm, đó là những hàng Nhật nội địa và hàng của Đức, tức là hàng Đức và hàng của Nhật các bác nhé. Hôm nay thì em lên cho các bác về những chiếc lò chiên không dầu này, có dung tích là 15 lít, và nồi chiên không dầu có dung tích là 10 lít. Đều là những hàng bóc thùng các bác nhé. Đều là những hàng bóc thùng, vẫn còn nguyên xốp, gần như là chưa sử dụng luôn các bác nhé. Kể cả là những chiếc siêu tốc, những chiếc siêu tốc có dung tích là 1.8 lít, cũng là hàng zin của Đức luôn. Cùng với hôm nay em có một cặp đôi lồi cơm điện có dung tích 1 lít nhé. Và lên cho các bác một cặp đôi quạt Toshiba, một chiếc quạt cánh rêu gang sắt, số quả nhót, chiếc quạt bàn và một chiếc quạt lửng gang sắt, cũng hàng thì vẫn còn, họ vẫn giữ được thùng xốp nhé, họ vẫn giữ được thùng xốp, thì em mua đấu giá thì vẫn còn thùng xốp. Thì những chiếc lò chiên có dung tích 15 lít này thì em về với số lượng tầm 20 chiếc. Thì hiện tại bây giờ thì trên trong nhà thì chỉ còn có duy nhất là một cặp đôi thôi, còn một hai chiếc thôi, và hai chiếc có dung tích 10 lít. Thực ra là đến tầm này thì cũng không còn nữa, vì hàng em đấu giá cách đây cũng từ tháng 3 đến giờ thì cũng về, thì các bác cũng gần như là sở hữu hết rồi. Đấy, là bác nào mà muốn sở hữu thì alo cho em, chỉ còn một số lượng còn có hạn thôi. Cũng với lại những một vài chiếc ấm siêu tốc, tức là cũng về được một thùng thì cũng chỉ còn một hai chiếc thôi. Đấy, cũng giới thiệu luôn để các bác có biết được là nó có những cái gì. Còn những cái về quạt thì này, nhà em thì cũng còn những cánh 30, cánh 40, hàng sưu tầm, và những hàng bình dân cũng đầy đủ để cho các bác lựa chọn. Bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết chiếc đầu tiên. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà rất nhiều bác quan tâm. Hàng mới tinh nhé các bác nhé. Hàng mới tinh luôn, và em bao luôn là hàng zin, xuất xứ từ Đức. Đấy. Và là hàng xuất sang Nhật, nếu là hàng bóc thùng. Mới kính quang các bác nhé. Tất cả các tính năng như là lướng khoai, lướng gà, lướng thịt, lướng cá, lướng tôm. Đấy, nói chung là rất là đa dạng, vì cái này rất là lớn, tức là các bác có thể sử dụng sở hữu con gà khoảng tầm 3 cân 3 cân rưỡi, ok luôn các bác nhá. Vì cái khay đựng của cái dòng này nó rất là to các bác nhá, nó rất là to nên là sử dụng rất là thích. Đây là cái khay của nó đựng của nó đây, rất là lớn luôn các bác nhá, và rất dễ sử dụng. Như các bác muốn lấy khay ở trong này ra thì các bác chỉ ấn cái nút đây này, cái nút này, mà cái nút đây có nút nhá, mà ấn xuống nhấc cái khay lên là lấy cái khay trong ra. Còn cái phần khay đáy của nó là khay để đựng mỡ nhá, bên dưới là đựng mỡ. Đấy, cái khay này là các bác chỉ cần ấn ở đây là các bác nhấc lên này. Đấy, đã nhấc lên nhá, đã các bác có thể thả con gà vào đây, rất là ok luôn. Hay các bác lướng khoai, lướng thịt, lướng tôm, lướng cá. Thì còn cái phần dưới, bên dưới của nó đây là cái phần khay này là để đựng mỡ này, để có khả năng là ví dụ lướng con cá hay con ấy thì nó sẽ có mỡ chảy ở đây. Đấy, rất là ok luôn nhé các bác nhé. Rất lớn, mà dung tích sử dụng của nó cũng rất là đa dạng, đa năng. Như trước này, em cắm điện cho các bác xem luôn. Câu đây là cắm điện trước để cho các bác xem nhé. Vì dòng này họ sử dụng điện là từ 110V cho đến 220V, tức là nó thông dụng cho cả các nước, nên là nó rất là dễ. Và chế độ nấu nướng chiên thì nó sẽ có như là chiên cá này, chiên tôm này. Đấy, tất cả nó đều có tất cả các thời gian và nhiệt độ nó nằm ở trong này hết,
nên là các bác chỉ việc làm theo ở cái vị trí này. Ví dụ như là 5 min, 10 min này. Đấy. Và 15, 20 cho đến 30 min này, đây là ghi chữ min này các bác nhé, thì nó tương ứng với ở trên này. Và nhiệt độ nó ở bên này. Nhiệt độ là hẹn giờ, ví dụ như các bác muốn ở đặt ở chế độ là bao nhiêu, nghĩa là 100 này, 120, 140 và 160 và 180, như 200 độ C. Đấy. Rất là ok luôn các bác nhé. Đấy, tính năng hoạt động của nó đây. Ví dụ như các bác muốn đặt ở chế độ là tầm 10.000. Đấy. Là hoạt động luôn. Rất là ok luôn. Đấy. Đấy. Đấy là tắt. Hình thức là rất là mới, tôi nghĩa là hàng bóc thùng. Đấy. Chưa qua sử dụng các bác nhé. Hàng bóc thùng chưa qua sử dụng. Kể cả margarin, margarin này. Các bác nhìn hàng zin nguyên bản của xuất xứ từ Đức nha các bác nhé. Đấy, AC của nó là từ 110 cho đến 230 và 60 Hz Z. Có nghĩa là lô la của nó là dùng điện từ 1000W cho đến 2220W, 2200W các bác nhé. Đây. Madain. Grammy. Nó là hàng zin của Đức luôn, nên là các bác chỉ việc sử dụng thôi. Vì hàng này nó dùng rất là hay và rất là thích, vì rất nhiều bác đang sử dụng rồi. Và rất nhiều bác cũng đã mua cho gia đình và bạn bè những dòng phẩm này rồi. Đấy. Như với chiếc này ấy, thì là hiện tại là cửa hàng em đang bán ra với giá là 2.600.000 đồng. Giá này em bán tại cửa hàng. Bác nào mà quan tâm thì nhấc máy liên hệ với em nhé. Số lượng thì trong dịp cuối năm này thì cũng chỉ còn khoảng 2-3 chiếc thôi, cũng không còn nhiều đâu. Nên là bác nào mà cảm thấy ok thì liên hệ với em. Và tiếp theo thì em cũng lên cho các bác một chiếc nữa. Đó là chiếc có dung tích 15 lít. Thực ra thì cũng có những bác thì đã mua rồi và cũng có bác đang sử dụng rồi. Còn những bác thì chưa và cũng chưa theo dõi được kênh của em thường xuyên, nên em vẫn phải lên để cho các bác nào mà chưa mua được thì alo cho em nhé. Đây, chiếc này thì hàng của nó là vẫn còn nguyên, tất cả các phụ kiện là vẫn còn nguyên hết nhé các bác nhé. Phụ kiện của nó vẫn còn nguyên hai bên. Đây là những cái phụ kiện mà họ để bên cạnh của thùng xốp còn nguyên nhé. Chiếc này thì em sẽ đặt lên trên đây để cho các bác xem luôn. Và hàng nó tất cả là vỏ thanh này là ôm phần trên mặt là bằng lốc các bác nhé. Mặt trước là kính. Đấy. Mặt trước này là kính này. Cửa mở đây. Đây là cửa mở của nó này. Đấy. Và nó có tiếp theo là cái phần đây là cái khay đựng và giá đựng này. Và đây là hộp xoay. Có nghĩa là cái xoay để các bác chiên ngô đỗ lạc nha các bác nhé. Là ở trong cái hộp này. Trên cái clip này thì em chỉ giới thiệu sơ qua về cái hình thức kể cả bên trong và bên những cái phụ kiện nó có theo nhé. Còn là cái phần các bác mà mua thì em sẽ gửi cái chi tiết về cái vận hành của nó cho các bác xem nhé. Vì là trên thực tế là mỗi một clip nó rất là dài và em chỉ hướng dẫn được như vậy thôi. Đây là cái những phụ kiện này, như là lưỡng thịt này. Đấy, và những giá cùng như giá đỡ này, giá lấy khay lấy thịt này, rồi xúc thịt này, rồi là xiên gà này. Đây là những cái bộ phận như là xiên thịt lướng này. Đấy, và trục xoay này. Đấy, nó nằm ở trên vị trí này hết nhá. Tính năng hoạt động của chiếc này thì rất là ok luôn. Cũng như là những chiếc lồi chiên thôi, nhưng nó đây nó là lò chiên. Lò chiên thì các bác sử dụng nó đa năng hơn và nó có thể có nhiều tính năng hơn, nó nhiều chức năng hơn.
vì là nó có dung tích là 15 lít các bác nhá. Ví dụ như ở trên này thì họ sẽ cũng ghi thời gian phút này và min, tức là phút thời gian nhiệt độ này, nhiệt độ là bao nhiêu độ độ C này, nó sẽ hiển thị lên ở trên cái vị trí này, như cá, tôm, nướng thịt, nướng khoai, rồi là nhiều thứ, ngô, bơ, đỗ, lạc. Và đây là cái bên này là lúm, này là lúm hẹn giờ, và nó sẽ hiển thị vào từ 10 cho đến 20 nhá, 20 cho đến 90, đó là thời gian nhá các bác nhá. Đây là 90 này. Và tiếp theo nữa là ví dụ như cái nhiệt độ này, nhiệt độ là 80 độ C, 90 này. Đây thì các bác sẽ điều chỉnh theo cái này, và nó sẽ biểu hiện ở cái phần mà các bác muốn nướng con gà hay là thịt, thì nó sẽ vào đây, thì nó sẽ tương ứng ở vị trí bên trên này cùng mấy cái nút này các bác nhá. Đây là cái vận hành của nó này. Đấy. Nó cũng tương đương với cái độ min ở trên đây, nó cũng sẽ ghi rõ ở trên này rồi các bác nhá. Đây là hiện tại là cái lò đang hoạt động các bác nhá. Đấy, đang hoạt động thì tất nhiên là em không cho đồ vào trong này thì nó cũng không có gì ấy cả. Đây nhá các bác, nhưng mà nó rất là hay khi các bác đang sử dụng mà các bác muốn lấy ra, bác cứ mở cửa ra là tự cái lò này sẽ tắt. Đấy, tự nó tắt thì các bác lấy đồ thoải mái, và các bác không phải lấy lại cái thời gian mà các bác đang hẹn, ví dụ như vậy. Tiếp theo, khi nó đã vận hành rồi, ví dụ nó còn 5, 7, 10 phút các bác muốn lấy ra thì các bác mở ra thì là tự nó sẽ tắt. Khi các bác mà cảm thấy là nó chưa chín thì các bác đóng vào nó lại chạy tiếp, tức là nó đủ cái thời gian của nó, ví dụ như thế. Tức là nó rất là tiện, tức là nó công năng của nó như vậy là nó rất là hay. Đấy. Và hai nữa là hàng này vỏ ngoài của nó là đều bằng lốc nhá. Vỏ ngoài này bằng lốc này. Và đều là hai lớp hết nhá. Đấy, đều là hai lớp. Đằng sau của nó thì là ôm bằng vỏ nhựa thôi, còn thành của nó là lốc. Và các bác nhìn cái Marine, đây là Marine nguyên bản đóng theo cái hàng này. Thế nên là nó xuất xứ ở đâu thì bắt buộc nó phải đặt cái Marine ở đấy. Đấy, Grimmer này, Melly này. Đấy. Mà con này của nó là nó rơi vào 2000W các bác nhé, sử dụng bằng 2000W. Đấy. Điện của nó là từ 110V cho đến 220 đến 250V các bác nhé. Rất là ok luôn. Tức là nó sử dụng tất cả các loại điện nên là rất là tiện. Tức là khi hàng của Đức thì nó không như là của Nhật. Nhật thì nó chỉ là điện 100V hoặc là 110V thôi. Nhưng mà Đức thì nó sẽ đa dạng cho tất cả các nước để sử dụng. Nó rất là hay như thế. Nên là như chiếc này thì là có dung tích 15 lít. Mà hiện tại là cửa hàng em đang bán chiếc này là với giá là 3.600.000 đồng các bác nhé. 3.600.000 đồng. Đấy, hàng còn mới tinh luôn, vẫn còn xốp xiếc và phụ kiện đầy đủ. Đấy, 3.600.000 đồng. Đấy, bác nào mà quan tâm thì alo cho em. Em còn 1, 2, tổng thể là còn 3 chiếc thôi. Chỉ còn có duy nhất và 3 chiếc trong của cái năm nay. Và cũng không còn hàng về nữa. Cho từ giờ đến qua Tết âm lịch cũng không có hàng về. Đấy là nói trước. Còn bác nào quan tâm thì alo cho em. Tiếp theo là em sẽ lên cho các bác về chiếc nồi cơm điện. Rất là nhiều bác hỏi về nồi cơm điện. Đó nha. Em biết là trong cái dịp cuối năm này thì cũng rất nhiều bác cũng rất có nhu cầu về nồi cơm điện. Thì hôm nay thì em về được một đôi sản phẩm, đó là hai chiếc nồi, một chiếc là của hãng Pala và một chiếc của hãng Lationa. Lationa thì một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng của người Nhật. Tức là nếu nói về Lationa thì nó, nếu nói đúng ra là nó là đứng đầu, vì Lationa nó chỉ sản xuất ra đến đời 2010-09 là nó đã không còn nữa, và nó chuyển bán công nghệ sang cho hãng khác. Thế nên là những cái dòng này đời trước họ ra nó rất là đẳng cấp, và chất lượng của nó thì cũng là rất là như ý luôn. Về thân thủ của chiếc lồi rất là đẹp nhé, rất là đẹp luôn, thành vách đẹp, mọi chi tiết đẹp. Đấy, những dòng này nó rất là đẹp luôn.
cũng như là cái hình thức của nó rất là ok nhé. Đấy, em bán thì thực ra là lồi em bán rất là nhiều, nhưng mà chỉ vì là em chủ yếu là ưu tiên về những chiếc quạt nhiệt nội địa thôi, còn về lồi thì em bán ở trên trang khác, nên là rất nhiều bác cũng hỏi thì là vẫn mua được, nhưng mà vì rất nhiều bác cũng có yêu cầu, thấy lâu rất lâu lâu rồi không thấy em lên thì cũng cũng rất nhiều bác hỏi, nên là em hôm nay em tranh thủ một cái clip này em sẽ làm đủ thứ để cho các bác biết là nhà em hiện tại đang bán cái gì và có cái gì. Đấy, chiếc này là có dung tích là 1 lít các bác nhá. Đấy, màn hình con này là màn hình LED nhá, có tất cả các tính năng sử dụng và có giọng nói các bác nhá. Những dòng này nó rất là hiếm này, rất là hiếm luôn, màn hình LED. Đấy, và có giọng nói, nên là những cái dòng này nó đẳng cấp thì mới có giọng nói, tất cả các tính năng và các chi tiết thì các bác mua thì em sẽ hướng dẫn chi tiết này và cách sử dụng này, chiếc vận hành chiếc lồi này rất là hoàn hảo luôn nha các bác nhé. Và những cái dòng này thì nó là hàng đấu giá của em từ Nhật, nó là hàng stand nhá. Bao các bác là bao điện, bao đóm, bao xì sọt, đấy là những cái nguyên lý của nó này. Bao cả độ đẹp này, thành vách này, không có bị bẹp méo này nhá. Thành vách đẹp, lốc đẹp, và đây là nó, dòng này nó là cốc nước bù ẩm các bác nhá. Đấy, cốc nước bù ẩm, và lòng của nó là lòng sân. Lòng của nó cực kỳ là đẹp luôn, vẫn óng ánh kim tuyến các bác nhá. Lòng của nó vẫn óng ánh kim tuyến luôn. Và cái dòng La Tiona thì nói thật các bác là cái xoang này các bác có dùng cả đời không bao giờ nghĩ ngợi gì. Bên ngoài là màu vàng đồng, rất là đẹp nhá. Màu vàng đồng rất là đẹp, lòng của nó này cực kỳ là bóng luôn. Những chiếc này thì dùng quá là chất lượng rồi. Nói chung là riêng những cái dòng sản phẩm này thì các bác cứ dùng thoải mái luôn, không phải nghi ngại bất kể cái gì. Còn nhá, các bác mà mua những cái chiếc mà lồi bãi đấy, thì em khẳng định luôn, không những vỏ bẹp này, thành vách này, khe kẽ này, vàng ố rộm, rồi là tất cả mọi chi tiết nó cũng sẽ bị không theo ý các bác được. Mà rất nhiều bác cũng rất là kêu rất là chán, có thể có những chiếc lồi họ bán ra có hơn triệu bạc, mấy trăm bạc. Nhưng mà nói đúng là nó không bằng cái lồi Việt Nam gì đâu. Nếu nói đúng là những cái dòng đấy không còn nguyên zin, và nó chắc chắn là cũng là thì gọi là hàng gọi là ấy rồi, hàng lát rồi. Nói chung là không nói em gì, hàng đẹp thì nó giá nó sẽ khác. Với chiếc này thì em cũng nói luôn là em đang bán ra với giá là 2.200.000 đồng. Giá là em bán tại cửa hàng các bác nhé, sử dụng điện 100V. Đấy. Nhà em thì có bán theo cả đổi nguồn của thương hiệu Vikenda, hàng dây đồng xịn. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì cũng alo cho em. Tiếp theo cũng là một chiếc lồi của thương hiệu Balasolic các bác nhé. Chiếc này sản xuất năm 2014. Và có kết nối điện thoại thông minh hệ cao tần IH, mà nhiệt độ của nó là 200 độ C, hàng stand. Nó là hàng này thì có cả chức năng Eco Lavi các bác nhé. Con này là có cả chức năng Eco Lavi, tức là tiết kiệm điện, rất là tuyệt vời luôn với cái dòng sản phẩm này. Đời 2014, màu tím rất là bắt mắt nhá. Rất là bắt mắt. Màu này là vàng đồng này, chạy ôm đường quanh. Những chiếc lồi này dùng rất là bền, cực kỳ là bền luôn nhá. Chức năng hoạt động là ok hết các bác, ấy là em sẽ bao cho các bác toàn bộ luôn. Đấy. Đấy. Gioăng giấc là ok, bao xì xọt cho các bác, nhiệt độ 200 độ C. Lòng xoong thì mỹ mãn luôn nhá. Lòng xoong của nó là mỹ mãn luôn. Xoong vẫn còn lòng xoong của nó từ vành từ lòng nước là không, gần như là rất là đẹp, tức là em bao luôn các bác. Đấy. Dòng này nó là tráng kim cương, nên nó vẫn còn những cái ống ánh ấy, các bác nhìn nhé, vẫn còn cái ống ánh ấy. Đấy. Lòng rất là đẹp luôn các bác, kể cả là xoong thân bên đáy ngoài của nó cũng rất là đẹp. Tất nhiên là hàng thì đã qua sử dụng rồi, thế nhưng mà nó rất là ok luôn nhé. Kiếm những chiếc mà còn đều đặn mà đẹp như này cũng rất là ít. Thành vách đẹp nhá, cốc nước bù ẩm nhá. Con này thì nó cũng là đẳng cấp không kém bất kể một dòng sản phẩm nào, mà dùng lại rất là bền.
Đấy. Những cái phần chi tiết mà nho nhỏ như là xước nhẹ, nho nhỏ, xước lông mèo không thể tránh được, nó vẫn có, chứ không phải tin là méo móp bẹp là không có, tức là vỡ bể vỡ là không. Đấy là những cái mà em có thể bao cho các bác. Và đời sản xuất của nó là năm 2014, cuối cùng, gần như cuối cùng của đời của hàng nội địa Nhật các bác nhá, cuối cùng của đời nội địa Nhật. Đấy. Nó rất là ok luôn. Đấy. Chiếc này thì em cũng đang bán ra với giá là 2 triệu 200 nghìn đồng. Nhưng dòng này thì nó cao cấp một chút. Tức là đấy, 2 triệu 200. Rất là mỹ mãn luôn. Tiếp theo thì em tranh thủ lên cho các bác. Cũng như các bác yêu quạt thì em vẫn phải lên quạt nhé. Hôm nay thì em không lên nhiều. Mà em chỉ lên duy nhất có một cặp đôi vừa mới cập bến. Thì em lên cặp đôi thôi. Đây là một chiếc quạt của thương hiệu Toshiba có nhá, gang sắt, cánh màu xanh rêu. Đây là con này thì cánh màu xanh rêu, chóp sáng nhá, chóp sáng rực luôn này các bác nhìn, cánh kiếc là đẹp luôn. Toshiba thì các bác thấy cái màu cánh rêu này là nó rất là ít đúng không? Các bác có thể là mua đến 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 các bác thấy có đến hàng hàng rất là nhiều thì may đã có một đến hai chiếc là có cánh rêu, còn nó gần như không có đúng không? Hai nữa là thân thủ của con này là gang sắt. Đấy, gang sắt. Phím số cỏ nhót còn sáng nhá. Về thân thủ của nó cũng rất là ok, kể cả dây dợ cũng ok này, màu trắng này. Con này cũng là một con quạt cổ. Đấy, tuổi đời của nó cũng sắc cũng xít xít 75 rồi. Vì là những dòng dây ngoài này thì là chắc chắn là không có con nào là đời thấp cả, nhưng mà đây nó sinh ra, đây là gang đúc đúc hết nhá, toàn bộ nhá. Từ cái mặt phần đế này, cột cột này là liền nguyên khối luôn, đây là đúc cỏ sắt. Nhưng mà riêng cái phần bầu thì nó vẫn là bầu nhựa các bác nhá. Bầu thì nó vẫn là bầu nhựa. Lôm la là vậy. Vì là kể cả đời nó có sâu đến bao nhiêu thì nó vẫn là cái bầu, nó vẫn là bầu nhựa, còn thân thủ của nó rất là ok luôn. Đấy. Rất là ok luôn, bầu đẹp luôn, bầu của nó này. Và thân của nó đều tông tắp một màu luôn từ trên xuống dưới, tức là nó đều một màu nhá. Không phân biệt màu nhé. Đây là những chiếc mà nó còn giữ được cái màu, cái màu đặc biệt đấy, cái màu của nó cực kỳ là đẹp đấy. Cái màu này ấy, thì các bác có thể dùng thêm vài chục năm nữa cũng không bao giờ mất màu. Đấy là nói luôn là như thế, không bao giờ mất màu. Phím số quả nhót con này rất là đẹp, cánh màu đẹp đấy. Chiếc này thì em không đặt mã số, không đặt mã số các bác nhé, vì hôm nay clip này thì nó chỉ có duy nhất có hai chiếc thôi, một chiếc bàn và một chiếc lửng. Một chiếc lửng thì còn thùng và chiếc bàn. Đấy. Chiếc này thì hiện tại là em đang bán ra với giá là 2 triệu 200 nghìn đồng các bác nhé. Đấy. Giá bán tại cửa hàng, bác nào mà quan tâm thì alo cho em. Các bác muốn chuyển đổi sang điện 220 thì cộng thêm 100k. Đấy. Chuyển đổi sang điện 210 thì cộng thêm 100k. Với dòng gang sắt này các bác cứ theo dõi những chiếc này, nếu như trong dịp hè thì chắc cũng không bao giờ có cái giá mà ở cái tầm này, không bao giờ có cái giá ở cái ngưỡng này lại các bác nhé. Đấy, con này thì cũng không thể có điểm chê nó, nên này, lồng trước lồng mạ lồng sau là lồng xi rất là ok luôn. Nó là gang sắt nên các bác bỏ ra một số tiền rất là nhỏ nhỏ thôi cũng đã sở hữu được nó rồi. Rất là ok luôn. Và tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác một chiếc nữa. Đó là một chiếc quạt lửng. Chiếc này là hàng gang sắt nhá, cũng là hàng gang sắt Toshiba. Chiếc này thì họ vẫn giữ được thùng xốp các bác nhá. Nói luôn là họ vẫn giữ được cái thùng xốp. Đây em đấu giá về thì như thế nào thì nó có như thế thôi, còn cái vấn đề là hàng có thể là họ đã qua sử dụng rồi nhưng mà họ vẫn giữ được thùng xốp thì cũng rất là ok rồi. Chiếc này là họ đã qua sử dụng nhưng mà họ vẫn còn giữ được thùng xốp là đúng đã rất là ok rồi. Chiếc này cực kỳ là còn rất là đẹp luôn đấy, lặng. Con này thì cực kỳ là lặng luôn, cực kỳ là lặng và đẹp nhé các bác nhìn. Đẹp luôn. Các bạn nhìn sáng rực, mặt sàn của nó cực đẹp, đồng hồ mới cứng này.
Đấy, nhìn cái bộ đồng hồ này đã sướng luôn rồi này. Mới tinh này. Mặt sàn đẹp này. Phần logo đẹp này. Các bác nhìn nhá. Đây này, cực kỳ là đẹp luôn này. Phím số bọc inox sáng choang, thân cột đẹp. Con này thì đúng là đẹp mỹ mãn này. Đây là cái phần này cũng đẹp mỹ mãn luôn này. Nút nhấn thu dây còn này, nguyên này. Mặt này mê nhựa meca này. Thân của nó nhá, em xem là thân của nó luôn các bác nhìn luôn, không có một tì vết này. Đây này, không một tì vết nào luôn này. Đấy, thân đế đế cũng mới nhá, đế của nó vẫn rất là mới này, thân cột cũng vậy nhá. Thân cột cũng không một tì vết gì này. Không một tì vết luôn. Đúng là đây mặt này mặt nhôm mà. Sáng luôn, nhôm của nó vẫn sáng choang luôn. Đấy, các bác nhìn. Đấy. Đẹp, không cần phải để ý làm gì luôn, quá đẹp luôn, không một tì vết, không cần như không có vết xước. Không có vết xước luôn. Con này thì là tuổi đời nó cũng khá là cao rồi, nên là nó thực ra là kể cả có dùng hay không dùng, cái phần nào nó xuống màu nó vẫn cứ xuống theo thời gian, còn phần nào nó vẫn giữ được nguyên độ đẹp, nó vẫn còn. Này các bác nhìn nó đẹp như thế này cơ mà. Cổ đẹp, bầu đẹp. Bầu mới cứng. Bầu của nó thì vẫn còn rất là mới luôn. Này, cái bầu này thì đúng là chưa có, gần như là chưa sử dụng đấy. Nên là nó mới thế này đấy. Nếu nó đúng là sử dụng hoặc là sử dụng rất ít thì cái bầu này nó vẫn còn đẹp như này. Đấy, nguyên bản nhá. Từ thân cây của nó rất là đẹp này. Tiếp theo em sẽ thao tác và em lắp lên luôn để các bác thấy luôn. Con này thì là con cánh nho nhá, cánh nho đen. Cánh nho thì cũng rất nhiều bác cũng rất thích. Nó là dòng cánh nho đen. Đây là cái lồng sau của nó còn rất là mới này các bác nhé. Lồng sau của nó cũng còn rất là mới luôn này. Đấy, lồng này là lồng zin si sáng nhá. Lồng trước của con này. Đấy à, lồng trước của nó cũng rất là ok luôn. Lồng trước sáng đẹp nha các bác nhé. Lồng trước của nó vẫn còn sáng đẹp. Màu vàng đồng, logo màu vàng đồng. Này, đây là lồng trước của nó con này. Rất là ok luôn. Cánh đây là cánh nho đen này các bác này. Cánh nho đen nhé. Đây nó gọi là cánh nho đen. Đấy, cánh nho đen này. Các bác nhìn nhé. Đấy, đây là cánh nho đen này. Cánh nho đen thì rất rất nhiều nhiều bác cũng rất thích chơi cái dòng hơi dị một chút. Như cánh nho đen chẳng hạn là nó cũng VIP ấy, nó không kém gì cánh rêu đâu. Tức là cái dòng cánh rêu với cánh nho đen ấy là nó cũng tương tự, tức là đều là những cái dòng để chơi được VIP. Đấy, đây là nó là đó là những cái bộ lồng cánh của nó này, thân thủ của nó rất là ok. Và chiếc này thì bác nào mà thực sự quan tâm thì em cũng báo giá luôn để các bác cũng không phải mất thời gian nhé. Chiếc này em đang bán ra với giá là 5.500.000 đồng. 5.500.000 đồng các bác nhé. Bác nào muốn sở hữu thì alo cho em. Và em cũng giới thiệu sơ qua các bác về một sản phẩm tiếp theo, đó là một chiếc ấm siêu tốc của Đức nhé. Đây là một chiếc ấm siêu tốc của Đức này. Kể cả là dây nguồn của nó nhé, phích dây nguồn của nó cũng là zin luôn từ Nhật, từ Đức nhé các bác nhé. Đấy. Dây nguồn của nó là zin luôn. Và made in của nó đây các bác nhé. Đấy. Các bác nhìn đây là trong cái thùng em bóc ra. Phấn trước này vẫn còn nguyên này, lau này, hàng mới tinh luôn, chưa sử dụng nhé. Đấy, made in Gramea này, Glimmer. Đấy, AC của nó là cũng là dùng điện từ 110V cho đến 230V các bác nhé.
của nó là công suất của nó là tầm 1.000W cho đến 1.800W. Đấy, cũng mà đấy. Rất là dùng con này là cực kỳ là hay luôn. Lòng của nó là lòng inox 304 hai lớp các bác nhá. Dòng này của nó dùng cực thích luôn. Những người trước này thì nói thật, riêng cái hàng này của nó thì dùng thì mỹ mãn luôn. Các bác dùng thích luôn. Đồ này thì là hiện tại là nhà em cũng đang sử dụng và rất nhiều bác cũng đang sử dụng. Thấy là rất là hay. Nên là rất nhiều bác cũng đã sở hữu rồi, em về được một thùng thì cũng chỉ còn mấy chiếc thôi. Còn mấy chiếc thôi, cũng giới thiệu cho các bác vì là mỗi một cái clip này cũng không không có thời gian để lên được. Để các bác nhìn điện hoạt động. Đấy. Rất là ok luôn. Tất cả mọi hình thức cũng như là độ đẹp của dòng này của nó rất là đẹp và sạch sẽ nhá. Những dòng này thì em đang bán ra với giá là 800 nghìn. Giá này em bán tại cửa hàng, bác nào quan tâm thì alo cho em. Đấy. Đến với cửa hàng em thì còn rất nhiều dòng phẩm khác như dòng quạt điện thì nó rất là đa dạng các loại, các đủ các loại để cho các bác mẫu mã, nhất là các bác mà ở gần hoặc các bác có nhu cầu mua thì các bác sẽ đến tận nơi các bác xem và cảm thấy ưng với mình những dòng phẩm nào thì alo cho em. Những dòng sản phẩm cao cấp như những chiếc quạt có sải cánh 40. Đấy, sải cánh 40 gang sắt đẹp thì alo cho em nhé. Rồi quạt bàn cánh 40 cũng có, 35 cũng có. Đấy, và đủ các mà sản phẩm để các bác lựa chọn. Đấy, bác nào mà yêu thích thì liên hệ với em. Địa chỉ của em là khu dân cư An Bài, phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương các bác nhé. Số điện thoại là 0975 067846. Số điện thoại cũng là số Zalo và em đặt trên tiêu đề bài viết nên là bác nào quan tâm thì liên hệ với em. Em xin hẹn các bác ở video clip sau.